Đóng rồi, vãi ra. Đóng ngay, ôi trời. Ôi, hello, xin chào 500 em quay trở lại với channel của mình nhé. Chùi mãi không ở trong cái bụi này để cầu đình em à. Nó phải vướng à, chật chội quá các bạn ạ. Chết khổ quá. Dọn lại cái chỗ để câu anh em ạ. Wow. Này đánh quả lục mà ổ anh em nhá. Lâu lắm mày này đánh lục đây. Đánh lục nhưng mà này chưa là cần đơn quá. Là một cần đơn câu trúng móm. Chỗ quá. Ui giời. Mò mãi được xuống ở cái địa điểm này anh em. Đó, một lục một đơn. Tránh tình trạng món. Ui giời, thì đây là. Tí em sẽ dùng loại túi bóng này. Đó. À, đây anh em nhìn này. Ui. Thì khi đi luôn em mang theo luôn một gói bột mì để tí em bóp vào lưỡi cô đơn. Bột mì bóp lưỡi cô đơn cho nó dẻo nào. Ủa, chặt quá thùng đồ. Này trời miền Bắc nó mưa anh em ạ, mưa, mưa lạnh. Mấy con hàng nào cắn trong đây. Kể ra mà trời mưa. Mưa bấm đẹp quá, hôm nay được ngày chủ nhật đi câu đến lạnh mới đau. Nó hơi đen. Mong là ra cái video hay hay em xem. Trốn dịch Covid là em một mình một bãi. Mình một điện thoại luôn. Đó anh em nhá. Đây là những thùng câu đơn. Còn cái này tí túi này sẽ em thẩu vào này. Ngoài răng cần ạ. Chung hôm nay thời tiết là nó không được thuận lợi cho lắm. Không biết có lên được hàng không. Mong là lên được hàng anh em xem nhé. Đi câu là mỗi ngày chủ nhật đi câu. Không lên được hàng thì hơi buồn. Đấy, những hôm nào các bác thấy em không có video ra là những hôm không lên được hàng. Những hôm cuối tuần nhé, còn ngày bình thường thì em vẫn đi làm đấy. Vẫn phải đi cày cuốc chứ có phải có thời gian đi câu đâu. Đó. Lâu để mấy nay không đánh lục anh ạ. Quay trở lại bộ môn câu lục cho anh em xem. Chùi hôm nay chùi đây trời nó kiểu là nó mưa đấy, nên em không dám đau giày. Giày sợ ướt mà không đau giày nghĩ chắc ở đây tí muỗi thiêu. Chùi với cái bụi nó muỗi lắm. Lại thiêu. Hỏng hình. Ok. Lưỡi mới anh em nhá. Lưỡi mới may mắn như nào. Mới câu cho nó may mắn rồi. Cái này có khi ở nước này không hết mồi. Gần nữa nữa rồi. Kẻ không còn thứ mồi. Không còn còn. Mình còn cắn ác quá nhỉ. Không thấy mồi. Đây tôi là nắm cá con quá. Dạ ai à. Nói chung là mấy đợt này thời tiết miền Bắc nó cũng không tốt lắm. Đi câu thì cứ ngày mình đi làm thì trời nắng đẹp, còn đâu cái ngày mà mình được nghỉ đi câu thì nó lại mưa đó. Mưa là mưa lạnh chứ không phải mưa ấy. Nói chủ nhật em ra nhìn cái trời nó đã rét, nhìn nó cũng thêm buồn rồi. Giờ nó còn mưa. Mấy mồi này, mồi xị này, có đèn cá này. Tôi nghĩ rét còn mưa, mồi xị nghĩ nó được hàng các bạn này. Cố gắng được hàng anh em xem video nó hay này. Cố gắng được hàng đi. Mưa gió này tạo cái video hay anh em xem, nói chung là khó đấy.
Cắn đấy. Cái tần đơn này nó con cá con nó cắn nó bực mình thật luôn nha. Từ từ nó không nuôi. Cậu thêm một quả phao nữa nha mày, chơi thêm một cần nữa. Cá mú hiếm quá, mấy ba cần này không cắn thì mấy ba cần nó nằm hai cần đơn ở bên cạnh cái ổ. Đập đập mà càng cá khó nên bực lắm, cái con này bực. Giờ cái cá to đẻ có thể nào. Mấy các con một mình các bác nhìn nó dọc cả mấy con còn cá con thôi. Làm thằng kiếm mồi, ông đến mình ăn. Ông đến mình ăn này. Ăn nha các em. Nhà mình sau lại được rất khó chữa mình luôn. Rồi. Úi giời nhau. Ui ui, đóng còn chẹp tí thế. Úi giời ơi. Ui, còn to kinh khủng em ạ. Tí thế nhỉ. Vỡ mất cả cái phào này băng. Ui giời, nó đập đều vỡ mất cái phào tí thế. Còn chưa cái nào có nữa. Ôi, tao có nổ đấy, mưa. Bật ba cắn này có ai. Đừng phao hơi to rồi.
Đóng rồi, vãi ra, đóng ngay, ôi trời, mất rồi. Ôi, tuyệt thế. Ôi, anh em ơi, ui tiếc quá, lưỡi xì đà này. Ôi, dã man các bạn. Ui còn đẹp thế mà. À, anh em nhìn nó bay người chưa? Ui nó bay người phí thế. Xót ruột. Xót ruột quá. Tiếc quá anh em ạ. Một quả hơi bị xót ruột. Đẹp thế mà. Được em trôi đạp mà lại hút mất này phí quá. Con chó ơi. Là đàn thế nhỉ? Xuống nóng rồi con nào. Ấy mà trượt các bác ạ. Nghe bực chứ. Đẹp thế mà trượt này.